chào tất cả anh em nhé. Anh em thấy cái vị trí tôi đứng này nó có trùng điệp không? Trùng điệp, nhưng mà trùng điệp đây là toàn là như bên kia, bên tay tôi chỉ là toàn bộ là cao su của công ty. Và phía dưới gần cái bờ suối là cái điều của bà con người dân. Đây, vị trí tôi đứng vậy đây. Toàn bộ là điều hết. Và trong những cái nô điều này thì rất là nhiều cây có thể chơi được anh em ạ. Đây, những cái nô điều nhỏ nhỏ này thì rất là nhiều, nhưng mà những cái nô điều to kia thì nó ít rồi. Cây còn rừng ấy kìa anh em ạ. Rừng là tôi phóng lại cái đấy. Mấy cái dây núi xanh xanh ấy mới là rừng chứ còn. Những cái vùng mà tôi đi đây là toàn bộ là nương rẫy hết rồi. Không có chỗ nào là rừng hoang hết. Tại vì ở đây bà con người ta tận dụng đất lắm, chứ mình không để hoang như ở các vùng khác đâu. Ở đây thì cái cây điều này nó hợp với mọi loại đất anh em ạ. Nên đâm ra những con đường tôi đi này chỉ có trong vườn thôi. Cái kia, phía đoạn kia kìa là những cái cây có thể chơi được. Đấy. Cái này là cây lồng mức thì vừa rồi tôi ông đào 1-2 cây đấy. Hôm nay đi tạt về hướng này xem có cây gì mới không. Mời anh em hành trình của tôi nhá. Đấy. Dưới cái điều kia là có cây gạo. Tất cả những cái cây này mình phải tận dụng anh em ạ. Chứ nhiều khi là anh em thấy đấy. Mà những cây này là toàn là những cây có tiền hết anh em ạ. Tôi đào những cây gạo này về này. Đào nhiều cây trồng lên mầm, nhiều cây chưa trồng lên mầm là anh em đã giao lưu rồi. Đâm ra là mình thấy là nhiều anh em lại rất cần. Mà trong này thì nó lại hoang phí. Cây này là chặt sát quá, hỏng. Cái này mà ví dụ như bà con mà làm cỏ mà họ không phát ấy, họ để khoảng 1 năm nữa cái thân này nó to lên là nó kéo mút miếng sẹo này. Cái cây này đẹp. Cắt dập lại đây phát. Nhưng mà đến mùa làm cỏ này thì cây này là chắc không còn. Tại vì bị chặt quá nhiều lần. Rất đáng phí. Đây. Đây là cái me quả tròn này. Cái me quả tròn thật sự luôn anh em này. Tôi cũng đào rất nhiều me quả tròn, nhưng mà thật sự trong vườn tôi giờ hiện tại là không còn một cây me quả tròn nào. Mà hiện tại anh em vẫn còn đặt nhiều đấy. Nhưng mà mình cũng lựa những cây nó đẹp, tại vì những cái cây này bà con là chặt này. Nó hư hết rồi anh em. Chặt xong là đốt, cháy hết. Rất là tiếc. Tôi để những cây này để khoảng 1-2 tháng nữa mà để cho nó khỏe cây lên. Bà con không làm cỏ thì những cái này nó đào sâu. Đây lại có một gốc bằng năng này anh em này. Rất nhiều cây có thể chơi được. Xem cái gốc nó có đẹp không. Ôi, gốc này khả năng là đẹp này anh em. Nó lộ cái cốt của nó lên mặt đất này. Bằng năng này nó cũng là cái một dòng loại dòng cây có giá trị đấy anh em ạ. Chứ không phải là không đâu. Cái đẹp nó cũng giá trị đấy. Đây là cái giống bằng năng trắng. Về cây to thì mình ghép bằng năng tím, và nhỏ thì mình ghép tường vi. Tường vi thì nó có nhiều màu hoa đó. Mà tôi thì chơi những cây nhỏ thôi, có những cây to thì không cả đào. Để bà con đốt thì tiếc chịu. Nhiều lắm. Chắc giờ tôi đào cái này anh em xem cho vui nhá. Bây giờ đi tìm trời mưa này nó ngứa ngáy lắm anh em ạ. Rớt hết để mặc cái áo mưa mà đi nó bắn hết.
lên rồi đây anh em. Những cái cây này sướng nhất là mang đi rửa đấy, nó mới hồi hộp anh em. Giờ chưa biết nó đẹp hay xấu đâu, mình rửa xong thì những cái lũa thì nhiều khi nó đẹp lắm. Cắt lọc ra rồi mang xuống cái hồ rửa cái này. Tôi cũng vừa cắt cho nó xong rồi anh em, lọc gọn gàng. Đây là cái cây này, nó có một cái tay này anh em này. Nó quái. Cái cây này chắc phải, nếu mà người tạo thì chắc không bao giờ tạo được. Đây anh em này. Nên được một cái mẫu này mà nó lại bung ra chỗ này. Mặt dưới này. Mặt dưới thì đẹp. Quá xuất sắc cây này. Cây này và những cái khay ghép từng vi vào nữa thì lỡ hoa thì anh em nghĩ rằng là nó đẹp cỡ nào. Những cái cây bằng lăng này nó có cái nhược điểm là nó ở đất mềm đấy anh em. Nó luôn luôn nó có một cái rễ cọc đâm xuống, đâm thẳng xuống thì cắt nó đi. Chơi những cây lùn lực cái này. Rất đẹp anh em thấy không?